khi chỉ thị 16 cách ly toàn bộ xã hội có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4, toàn bộ dịch vụ xe khách, xe taxi, xe công nghệ đã phải ngừng hoạt động. Tuy nhiên, do nhu cầu đi lại của người dân đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội đi các địa phương khác rất lớn, nhiều người vẫn cố tình tìm đủ mọi cách để về quê. Ghi nhận trong nhiều ngày ở nút giao thông Pháp Vân Cầu Rẽ cho thấy, nhiều tài xế xe 7 chỗ, xe con vẫn ngang nhiên dừng đón khách ở đây rồi vận chuyển về các tỉnh như Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình với tiền cước cao gấp nhiều lần ngày thường. Một chiếc ô tô 7 chỗ đón nhiều khách ở một lúc như thế này. Một cảnh tượng nhộn nhịp giữa xe ôm, hành khách, xe con diễn ra một cách ngang nhiên trong lúc cả nước đang chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị 16. Hai anh em về Thanh Hóa thì đưa người đi luôn như này. Đấy, bác đi về luôn như này. 500. Đấy. 300 thì lấy nó 500. Đây là anh nói 400 đi xe con, mình nghe hai anh em một chuyến. Đồng ý đi thì anh chở ra xe, không lấy tiền ra xe đi luôn. Xe đây dưới này. Ê. Em đi được bao tiền? Đứng ở đâu? Đi chở ra xe. Tầm này không có xe. Anh chở xuống xe đi luôn. Rồi, 1 triệu một người. Khách nó không đồng ý, nó chỉ giả có 700 thôi. Chỉ có 3 người đi thì lái xe nó đứng lên đi. Theo ghi nhận, một nam thanh niên được một xe ôm vận chuyển từ nơi khác đến với mục đích bắt xe để về Ninh Bình. Xe khách không có, người xe ôm đứng bên lề đường, thấy xe nào mang biển số 35 là vẫy lại. Nếu gặp lái xe nào chạy dịch vụ di chuyển qua đoạn này thì sẽ ấp vào lề đường, thỏa thuận. Sau khi khách lên xe, người xe ôm lấy của hành khách này là 100.000 đồng rồi tiếp tục đi tìm những vị khách tiếp theo. Những ngày qua, cánh xe ôm làm nhiệm vụ ở đoạn Pháp Vân Cầu Rẽ, làm nhiệm vụ dẫn mối về quê cho hàng chục hành khách mỗi ngày. Không chỉ có vậy, họ còn kiêm luôn cả việc dẫn đường cho những người đi xe máy không may bị lạc vào đây, rồi thu tiền công.